de Serge Huxon a déjà dit une fois, la modernité est sans doute le mot le plus creux de la langue française. De Serge Huxon đã từng nói một câu như thế này. Cái từ tính hiện đại có lẽ là cái từ trống rỗng nhất trong ngôn ngữ Pháp. Cái câu này nó sẽ có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Và cái câu này mà chúng ta bảo ừ đúng rồi á, người Pháp là bảo thủ nè, người Pháp là không có hiện đại đâu. Nếu mà muốn hiện đại, muốn tân tiến, muốn tân thời, đi sang những nước Âu Mỹ. Chúng ta đọc về lịch sử châu Âu, hay là bây giờ bản thân chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đọc lịch sử Việt Nam đi. Nếu như Việt Nam của mình không phải là 4.000 năm văn hiến, thì có những cái giá trị tinh thần và có những cái di sản được thừa kế, và chúng ta cũng thấy rằng là đó là những thứ mà chúng ta trân quý. Vậy thì á, khi mà nói về châu Âu ấy, nói về châu Âu thì chúng ta thấy là từ thời Hy Lạp, từ thời La Mã, rồi một nền văn minh La Mã, một đế chế. Vậy thì tất cả những cái thứ đó ấy, nếu như mà bây giờ người châu Âu mà họ cũng thích đi hiện đại, thì nhiều khi nó sẽ là cái tư tưởng mà bỏ hết đi rồi xây mới, không cần phải quan tâm đến quá khứ nó đã có cái gì. Khi mà chúng ta thấy rằng là mình có quá nhiều thứ để giữ, thì đồng thời là cũng sẽ rất là khó để chúng ta có thể buông hết ra, có thể làm hai việc cân đối với nhau. Thì chúng ta thấy ở Paris hoặc là một số các thành phố lớn của Pháp thì người ta cố gắng cân bằng và người ta cố gắng làm sao để có thể phát triển được song song cả hai giá trị là truyền thống và hiện đại. Thì đôi khi chúng ta muốn đến Pháp, chúng ta muốn đến Pháp là chúng ta muốn xem những cái lâu đài trang viên. Trong cái tiềm thức của mình là à đó mới là châu Âu, trong những bộ phim là rất là cổ điển, và chúng ta muốn đến Pháp để thấy những cái hình dáng đó. Bây giờ nếu mà ở Pháp nó là những cái công trình bê tông rồi cốt thép, xong mình trông là rất là dị, đó sẽ không phải là cái nước Pháp mà chúng ta muốn đến. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn hiện đại, chúng ta có thể đến Singapore, đến các Hồng Kông, có phong cách mà rất phá cách, rất đặc biệt, chúng ta đến Barcelona. Muốn một cái không gian cổ kính lãng mạn, chúng ta đến Paris. Và chúng ta có nhu cầu luân chuyển ở những vùng đất khác nhau. Nhưng mà cái đặc trưng ấy, mình chỉ chú trọng vào cái điểm mà à đúng rồi đó, đúng rồi đó. Tại sao? Tại sao mà xã hội người ta cố gắng, người ta bảo vệ những cái giá trị truyền thống, thì đồng thời nó cũng sẽ thể hiện một cái mặt trái, đó là khi người ta cố gắng làm thật tốt việc này thì chưa chắc việc khác người ta đã làm quá tốt. Bây giờ mình nói tiếng Pháp cho các bạn thì cũng ok, là tạm cho là được đi. Nhưng mà mình nói tiếng Anh thì chắc chắn là sẽ không bằng rất nhiều bạn thính giả nghe ở đây. Một câu trích dẫn nữa để bắt đầu cho một cái bài học tiếp theo trong series đọc hiểu và phân tích ngữ pháp theo cuốn Học đi thôi đọc hiểu. Thì các bạn có thể xem bài xem thử của cuốn Học đi thôi đọc hiểu trong phần mô tả của từng video. Cuốn Học đi thôi đọc hiểu thì có ấn bản bằng PDF và các bạn có thể đặt mua. Các bài học đầu tiên chúng ta nghe lại theo thứ tự trong phần playlist trên kênh. Theo trình tự thì nó sẽ khó dần đều lên. Lúc nãy chúng ta vừa nói một câu là La modernité est sans doute. Sans doute là một cái từ mà rất là dễ gây hiểu nhầm trong tiếng Pháp. Tiếng Pháp thì nó có rất nhiều từ mà rất là khó chịu. Và cái từ sans doute này có một cái mà các bạn cần phải rất cẩn thận nha. Bởi vì khi mà mình tách ra và mình dịch á, thì nó sẽ là cái nghĩa ngược lại hoàn toàn so với cái từ này đúng nghĩa. Sans doute người ta sẽ dịch là có lẽ là, có lẽ, giống như chữ maybe trong tiếng Anh hoặc là peut-être, có lẽ. Nếu cái từ này chúng ta tách ra từng thành tố một mà mình dịch á, thì sans là mà không, doute là nghi ngờ, tức là mà không nghi ngờ gì nữa, tức là nói một cách rất chắc chắn. Cái từ tính hiện đại không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cái từ rỗng tuếch nhất của tiếng Pháp. Cái câu đấy nó sẽ là một cái khẳng định hơi cực đoan, nhưng mà cái câu này tác giả Serge Huxon không hề mang cái nghĩa đó. Ông chỉ mang một cái tính đánh giá cá nhân, và ông chỉ nói một cách là à theo quan điểm của tôi thì có vẻ như là thế. La modernité est sans doute le mot le plus creux de la langue française. Đối với tôi thì cái từ tính hiện đại nó có lẽ là cái từ rỗng nhất trong ngôn ngữ Pháp. Và là merci et maintenant. Bây giờ nếu mà tìm một cái gì đó liên quan giữa bài đọc hôm nay và cái câu này thì có. Ở trong vũ trụ chúng ta có hố đèn vũ trụ. Hôm nay chúng ta sẽ đọc cái bài có tiêu đề là Le trésor de la nuit, là kho báu của nuit, tức là buổi đêm. Tiếng Anh chúng ta có chữ night và tiếng Pháp là chúng ta có chữ nuit. Alors, đoạn thứ nhất, la lune est l'astre le plus proche de la terre. Ce n'est pas une planète,
elle ne tourne pas autour du soleil, mais autour de la Terre en un mois environ. La lune ne produit pas de lumière. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. C'est pourquoi elle nous apparaît si brillante. Pleine lune, demi-lune ou quart de lune. La lune n'en finit pas de grossir et rétrécir. Chaque lunaison, intervalle entre deux nouvelles lunes, dure à peu près un mois. Trong này chúng ta sẽ có một vài động từ như là tourner, là quay, xoay. Produire là sản xuất, là tạo ra, là sản sinh ra. Apparaître là xuất hiện. Finir, kết thúc. Refléter, phản chiếu. Grossir, phình ra, mập ra, béo ra. Rétrécir, ngược lại là co hẹp lại. Durer là kéo dài. Mình có cấu trúc là le plus cộng adjectif cộng de cộng nom. Cái lớn nhất, cái nhỏ nhất của cái gì đó. Cái to nhất, đẹp nhất, xấu nhất của gì đó. Ne pas là cấu trúc phủ định là không. En cộng với một cái từ chỉ thời gian là trong vòng bao nhiêu lâu đó. Cái thời gian, cái khoảng thời gian cần thiết, cần có để mình làm xong một việc gì đó, để mình hoàn thành một việc gì đó. À peu près cộng với lại quantité là gần với ước lượng. Mình dùng để ước lượng là gần được chừng bao nhiêu đó. Quantité là một cái lượng nào đó. Trong này mình sẽ có một vài từ chúng ta đã đánh dấu và chủ yếu nó là giới từ. Một số các cái cụm giới từ. Proche de là gần một cái gì đó. Autour de là xung quanh một cái gì đó. Environ là khoảng. En là trong vòng bao nhiêu đó. Chữ on này sẽ có tùy vào ngữ cảnh. Mà nếu như chúng ta nói về những cái câu chỉ ở phương tiện đi lại, ví dụ je vais en bus, thì câu đó là tôi đi bằng xe bus. Và chữ on sẽ được dùng trong những cái trường hợp là cái phương tiện đó là mình ngồi bên trong phương tiện. Mình có chữ pourquoi là tại sao, là từ để hỏi. Si là nó giống như chữ très trong trường hợp này, là rất, quá. Rồi chaque là mỗi. Entre là giữa hai cái gì đó. À peu près là gần đó, sắp xỉ bằng. Chúng ta có một vài câu ví dụ thực hành. Le Mars est la planète la plus proche de la Terre. Sao Hỏa là hành tinh gần nhất với trái đất. La Lune tourne autour de la Terre. Là mặt trăng quay xung quanh trái đất. La Terre ne tourne qu'autour du soleil. Trái đất chỉ quay quanh mặt trời. Chaque mois dure à peu près 30 jours. Mỗi tháng thì kéo dài khoảng 30 ngày. Đoạn thứ hai chúng ta nghe ở đây là en été le ciel est dégagé et les étoiles sont bien visibles la nuit. Il y a très longtemps, les hommes pensaient qu'elles étaient accrochées dans le ciel. En fait, les étoiles sont des astres qui flottent dans l'espace comme la Terre. Et si elles nous paraissent petites, c'est parce qu'elles sont très loin de nous. Les étoiles naissent, évoluent et finissent par s'éteindre. La durée de vie d'une étoile est de plusieurs millions à plusieurs milliards d'années. Chúng ta có một vài từ vựng ở đây là động từ như là dégager là tháo ra, gỡ đi, thoát ra. Penser là nghĩ tới, nghĩ về một ai đó, nghĩ tới điều gì đó. Accrocher là treo hay móc cái gì đó lên. Flotter là nổi lên. Paraître là tỏ ra. Naître là sinh ra. Évoluer là tiến triển, tiến hóa, biến đổi. Évaluer thì lại mang một nghĩa khác. Nó chỉ khác nhau chữ O và chữ A. Évaluer là đánh giá. S'éteindre là tắt đi. Chúng ta nhớ đây là động từ phản thân, thì tự nó tắt đi. Còn bây giờ mình đi tắt đèn ấy, thì mình không dùng phản thân. Tôi đi tắt đèn, tắt điện, thì chỗ đó mình sẽ không dùng động từ phản thân. Mình sẽ dùng là éteindre. Chúng ta phân biệt giữa million và milliard, 1 triệu và 1 tỷ.
C'est pourquoi là, đó là lý do vì sao. Còn c'est parce que là, đó là bởi vì. Chúng ta có một vài câu thực hành như là En fait, les planètes ne sont pas rondes. Thực vậy, các hành tinh, thực ra thì, những hành tinh ấy không phải hình tròn. L'avion apparaît dans le ciel. Máy bay xuất hiện trên bầu trời. Chúng ta dùng giới từ dans. J'éteins la lumière dans la chambre. Tôi tắt điện ở trong phòng. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc bài học số 3 của series học đi thôi đọc hiểu phân tích ngữ pháp. Các bạn có thể nghe lại từng bài học trên playlist học đi thôi đọc hiểu. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo lớp học cho trình độ A2 được ghi chú ở trong phần bình luận của video này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo trên kênh VT Rouge. Au revoir!